thôi, quay đi nào. Quay được rồi. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên của xã Hòa Hải. Hòa Hải với diện tích 15.000 hecta là một trong những xã có diện tích rất lớn ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với hơn 5.500 nhân khẩu. Và hiện tại có gần 1.000 nhân khẩu đang làm việc và sinh sống tại các tỉnh miền Nam. Vì sự tham dự giải đợt này, Hòa Hải vẫn mong muốn kết nối giao lưu, xây dựng và phát triển. Và hiện tại Hòa Hải đang còn nhiều rất những con em đang phải tăng ca, có nhiều sự nghiệp nghĩa. Cho nên trong khi tăng ca chạy về thay đồ ra và học tiếp, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cổ vũ cho xã Hòa Hải. Thưa quý vị, xin được chào đón toàn đến từ xã Phương Bình. Phương Bình thì là một xã với diện tích 3.500 hecta với dân số 3.622 nhân khẩu. Vì hiện tại có khoảng 300 con em đang làm việc và sinh sống tại các tỉnh miền Nam. Với Phương Bình, năm 2016-2017-2018 là một xã hiện tại đang phát triển và xây dựng. Định hướng 2021, Phương Bình sẽ về đích nông thôn mới. Chúng ta sẽ trở về làng quê, thấy cảnh quan tuyệt vời, thấy bà con lối xóm đầm ấm, xây dựng các sóng văn hóa dân cư. Năm đi còn giáo năm ngoái. Thưa quý vị, năm 2000 được đón nhận anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xã Hương Long là một xã vững mạnh toàn diện đã về đích nông thôn mới năm 2020. Hương Long với diện tích 1.400 hecta với dân số gần 5.000 người, Hương Long là một niềm tự hào, là xã có phó bí thư thường trực tỉnh ủy đầu tiên của huyện Hương Khê. Đó là những niềm tự hào vì những giải đấu năm nay, Hương Long mong muốn giao lưu học hỏi, đoàn kết xây dựng và phát triển. Con em Hương Long hiện tại sinh sống ở trong này khoảng 550 người. Hương Long về với giải đấu lần này, chúng ta nhìn thấy những sân khấu đó là sự cổ vũ nhiệt tình, đúng là quê hương của em. Ừ, có quán nó. Chúng ta hãy dành cho Hương Long một tràng vỗ tay vì Hương Long có em xin về. Chúc mừng tất cả những xã anh em thành của Hương Long là một trong những xã có cổ động viên năm 2019 đông nhất của giải đấu năm nay. Chúng ta sẽ chào đón xã Phú Gia. Phú Gia là một quê hương anh hùng, nơi có nhiều tầm năm, một di tích lịch sử quốc gia, nơi mà cô Hàm Nghi đã xây thành cấm đô. Phú Gia là một xã với diện tích 14.300 hecta, ngoài ra có một thác Môn nơi biểu thuyết cá chép hoa rồng, là một trong những xã có những thiên nhiên hùng vĩ và ban tặng. Hôm nay Phú Gia về lần này và những cầu thủ và hơn 180 cổ động viên về tham dự và ủng hộ, có một hệ thống tuyệt vời, màu cờ rất có bản lĩnh. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón đội bóng Phú Gia. Đặc biệt một của giải đấu luôn truyền lửa, đó là sự quý vị chúng ta nhìn thấy Phú Gia đang mang lại sự đoàn kết từ tất cả các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, các tỉnh như Long An, Bình Phước cũng trở về để tham dự, để nói lên tình thắm thiết. Phú Gia cũng là một trong những xã có những hội đồng hương phát triển rất mạnh, tạo điều kiện xây dựng và phát triển cho con em của mình về tinh thần, học tập, thể thao, được cả con nuôi cùng phòng thật là quá tuyệt vời. Toàn của Phú Phong với diện tích cũng kiên cố 388 hecta với dân số 3.400 người. Phú Phong có hiện khoảng tầm 250 con em đang học tập và làm việc tại các tỉnh miền Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để chào đón xã Phú Phong. Thank you.
cho Phú Phong tắt tập biệt cho con đi tập quá. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón những thành viên đội bóng xã Phú Phong. Là một xã phát triển và xây dựng nông thôn mới tiền thân đầu tiên của huyện Hương Khê, chúng ta chào đón xã Giang Bố sẽ trở về tham gia đội bóng tại lần này. Giang Bố là một xã có diện tích 1.540 ha, dân số gần 5.000 người, hiện tại có khoảng 350 con em đang làm việc và sinh sống tại các tỉnh miền Nam. Giang Bố về với giải lần này với 13 cầu thủ và tập khoảng hơn 50 vận động viên, đó là những tinh thần, những tình cảm của con em quê hương của mình xây dựng và phát triển trên tinh thần đồng hương. Khi các đoàn đi qua đề nghị tất cả các đội bóng, các cổ động viên chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay, đó là tinh thần đồng hương, đó là tình cảm thân thương của chúng ta xích lại gần nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ chào đón đại diện nơi có bản Rào Tre, nơi có những con sông tuyệt vời nhất. Chúng ta chào đón một đội mà chưa có một cầu thủ nào xuất hiện, chỉ có mình cổ động viên đến từ xã Hương Lâm. Các cầu thủ đang phải tăng ca vì cuộc sống đôi chút không sao hết. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón tất cả những người con em quê hương của xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có lâm trường Phúc A, nơi có những đơn vị là đồn biên phòng bảo vệ canh giữ vùng trời, vùng biển, vùng đất, nơi có những chiến sĩ ngày đêm công tác. Và hiện tại bây giờ những cổ động viên sẽ đại diện hình ảnh cho quê hương thân yêu của mình. Không sao, chúng ta cứ như vậy, chúng ta đến đây vì tình cảm quê hương. Kể cả là một người không có tiền tuổi tác, quan trọng quý vị là những người con em của quê hương mình, chúng tôi đều sang dọc vòng tay để yêu thương quý vị như những người thân yêu của mình. Đó là giá trị tình cảm, đó là tình đồng hương. Và chúng ta hãy dành cho đại diện của Hương Lâm một tràng vỗ tay. Rất đáng yêu, vừa đi vừa móc điện thoại để xem ai đang nhắn tin cho mình và hỏi chiếc ảnh đến đâu. Một tràng vỗ tay dành cho một những chàng trai cô gái đến từ Bắc Hương, Hương Lâm. Tiếp theo là một xã nằm xa nhất giáp với biên giới Việt Lào thân yêu của chúng ta, xã Hương Yên, nơi có bản Rào Tre, nơi có đồng bào Chít và đồng bào Kinh sinh sống với nhau, nơi mà con người của chúng ta cảm nhận rằng rất xa phước khi vào đó chúng ta hưởng thụ. Nếu buổi tối các bạn đến với những cánh rừng bao la thì dân số sẽ bắt tiền đều đều. Một đàn với tay thật lớn để chào đón bạn đến từ xã Hương Yên. Với Hương Liên tất cả các tình cảm thân thương, và tôi rất ấn tượng với mùa giải năm nay Hương Lâm và Hương Liên đều đăng ký. Và ngày xưa như vậy khoảng cách địa lý xa thì gần 20 km, ngày xưa thì với cung đường rất là khó đi, nhưng với tình cảm thân thương, đảng bộ nhân dân của xã Hương Liên đang ngày càng phát triển vững mạnh, đưa đời sống văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để xây dựng và phát triển cùng với huyện nhà Hương Khê. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón đoàn của đội bóng xã Hương Đô. Hương Đô với tổng diện tích 2.100 ha, với dân số 3.800 nhân khẩu, hiện tại có khoảng 400 con em đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh miền Nam. Hương Đô trở về với giải đấu lần này với 13 cầu thủ và các trưởng đoàn cũng như cổ động viên khoảng tầm 50 người. Đó là điều tuyệt vời, 50 người đến từ nhiều tỉnh thành của miền Nam, 50 người giá trị, 50 con người với tình cảm đồng hương đồng chí của mình. Đó là giá trị nhân văn. Và chúng tôi muốn quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đoàn của xã Hương Đô. Hãy dành những tràng pháo tay cho những người con em của mình. Hãy dành chân tràng vỗ tay cho những người đồng chí, những người quê hương thân yêu của mình và trở về với giải đấu lần này. Tiếp theo chúng ta sẽ chào đón đoàn đến từ xã Lộc Yên, là một trong những xã có diện tích rất lớn, 10.469 ha với tổng dân số hơn 5.200 nhân khẩu.
và hiện tại có tầm khoảng 600 con em đang làm việc và sinh sống tại các tỉnh miền Nam. Con đô về dự giải lần này với các bác cầu thủ các trưởng đoàn và hơn 130 cổ động viên được về đây để ủng hộ với tinh thần quê hương, xây dựng và phát triển tình đồng hương của xã cũng như toàn huyện Hương Khê của chúng ta tại khu vực các tỉnh miền Nam. Theo yêu cầu của ban tổ chức, tất cả các cổ động viên và tiếp theo sẽ nói bằng tiếng khẳng định. Tiếp theo chương trình là một thảo năm rất thái, cũng như tinh thần lắm. Chúng ta hãy dành 100 cổ tay để cho đoàn thảo hương cách. Hương cách là một thảo năm giáo về đắc kế Quảng Minh, theo lời truyền giáo về nước kế tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay hướng tay bên bỏ cả cây nơi, còn cả cây miếng trang biệt cả công thủ cùng bên đây luôn. Chúng ta hãy dành một trang một tái trao đổi, xả hướng tay. Với diện tích 22.98 ha, đất thổ 78.182. Đang tiến vào lễ đài, chúng ta hãy dành một trang một tay để cho đón xã hướng tay, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Tương vị chúng ta đang nhìn thấy những nụ cười, đó là cái tình cảm thân thương của những người con xã Nam Đại Tuyền Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Nơi này là một xã nằm giáp với xã Hương Hóa huyện Ninh Hóa tỉnh Quảng Bình và với diện tích rất rộng lớn và Hương Đại đang ngày càng phát triển xây dựng là một xã nông thôn mới trong tương lai 2021. Thưa quý vị, nói về huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh, nói về những đặc sản ẩm thực, chúng ta không thể không biết đến, không nhắc đến niềm tự hào. Chúng ta chào đón một quê hương sinh ra bởi Phúc Đại, xã cuối cùng của chúng ta trong 16 đội. Chúng ta chào đón xã Phúc Đại, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Phúc Đại là một xã có diện tích cũng khiêm tốn 3.812 ha, với tổng dân số 3.100 người. Và hiện tại đang có khoảng hơn 300 anh chị em, con em của huyện Hương Khê đang sinh sống và làm việc tại miền Nam. Niềm tự hào. Thưa quý vị đại biểu, các quý khách quý toàn thể và quân nhân dân, bởi Phúc Đại của chúng ta là một thương hiệu mang tầm thế giới, ăn ngon lắm. Nhiều đại biểu ra thế giới đã được mời người Nam Á. Mùa này cũng là mùa bưởi luôn, nhưng vì khoảng cách xa quá, quý vị muốn về thăm Phúc Đại ăn tại quê hương Phúc Đại, ăn tại khối ngon lắm. Đấy thì đó là giá trị của ta vẫn là lớn cho bưởi Phúc Đại của chúng ta. Và chúng ta vừa đến với lễ diễu hành để chào đón tất cả các đội bóng, 16 đội bóng về tham gia. Thưa quý vị, chúng ta huyện Hương Khê của chúng ta có 2 nước xã 1 thị trấn. Vậy hiện tại bây giờ chúng ta có 5 đơn vị chưa có tham gia giải lần này. Yếu tố khoảng cách địa lý và sự tập trung. Thưa với tất cả quý vị đại biểu, con em toàn huyện, chúng ta mỗi người mỗi nghề, chúng ta nhu cầu hạnh phúc và cuộc sống để chúng ta phải xa quê, xa mái ấm thân thương, xa con bò, xa những đồng ruộng. Đó là cái mà niềm thương nhớ chúng ta của quê hương. Nhưng ở đây chúng ta đang tái tạo lại một huyện Hương Khê thứ hai. Những con em, những tình cảm chất chứa, chúng tôi những người tổ chức cảm thấy hạnh phúc. Ngày đêm chúng tôi mong muốn tất cả con em, không những hôm nay, ngày mai và năm sau, chúng ta sẽ xây dựng để tất cả xã có thể quy tụ lại với nhau để xây dựng tình đoàn kết con em với nhau. Chúng ta có thể đi rất nhiều nơi, chúng ta có thể làm rất nhiều việc, nhưng chúng ta chỉ có một quê hương, vì ở nơi đó có người bố, người mẹ, những người thân yêu của chúng ta đang sinh sống. Cái thuở chúng ta chân trâu cắt cỏ và thuở chúng ta học tập. Và hôm nay có những người thành danh, có những người đã bước vào những ngày đầu chập chững, có những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn để chúng ta xây dựng và phát triển làm sao để tạo nên một tình đoàn kết quê hương Hương Khê của chúng ta ngày càng vững mạnh. Một lần nữa, chúng ta những con em Khê hãy dành một tràng vỗ tay cho sự đoàn kết của ngày hôm nay. Xin
được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin được mời tất cả các đội bóng chúng ta, quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta ở đó chúng ta sẽ ngồi xuống để chúng ta thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hương Khê quê tôi tại miền Nam để chào đón cho giải đấu năm nay. Và xin mời tất cả các cổ động viên, các đội bóng của chúng ta, các ban tổ chức sẽ lùi ra sau khoảng tầm 3 mét và các đội bóng sẽ ngồi xuống để cho các cổ động viên ở đằng sau để chúng ta thưởng thức chương trình nghệ thuật. Và chúng tôi tin rằng thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết hôm nay nếu không mưa thì tôi, nếu đang mưa thì cũng lớn, cho nên chẳng có kịp đâu, kể nó mưa cũng làm. Đó là cuộc sống bản lĩnh kiên trung, dân tộc Việt Nam chúng ta đã chịu nhiều thứ rồi thì mưa cũng là vấn đề gì. Cho nên chúng tôi mong muốn toàn thể các đại biểu chúng ta sẽ hưởng ứng, hãy cùng chúng tôi xây dựng phát triển một Hương Khê cổ vũ nhiệt tình. Các bạn thả cờ và theo như tất cả chương trình thì vì chương trình nghệ thuật, khi mà chúng ta làm lễ thì chúng ta sẽ bắt đầu lễ chính thức luôn. Và trước khi âm nhạc thì chúng tôi mong muốn toàn thể bà con nhân dân của chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón một người con đầu tiên sinh ra ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, làm việc với công việc nghệ thuật của mình. Cũng mong muốn bà con sẽ yêu thương và ủng hộ em ấy trên con đường nghệ thuật. Chúng ta sẽ chào đón nam ca sĩ Lâm Nhật Thái. Một tràng vỗ tay để lên cho người con Hương Khê của chúng ta. Vâng, và đại cho chương trình vỗ tay lớn lên được không ạ? Bên trái phải lớn lên thì phút nào. Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm dăm bóng mát, lòng vững khuâng ý chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu thương ngọt ngào.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng. Và quý vị gia đình mình có thể dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn nhiều. Và quý vị thân mến, đó là một ca khúc tôi vẫn nhớ, một sáng tác rất là sôi động ạ. Vâng, em cũng là một người em, cũng là một người con đến sinh ra và lớn lên tại Hương, người Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh. Vâng ạ, và hôm nay có truyền truyền của những người anh, người chị đến với trong nghệ thuật. Và bây giờ em xin được một ca khúc nữa hát về Hương Khê, Hà Tĩnh, được không ạ? Vỗ tay lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Chứ về thăm người ơi, quê tôi Hà Tĩnh. Bão lụt quá rồi, mấy trăng lực lơ. Hãy
đất hương khê, cầu cầu treo nhộn nhịp đất thanh bình Hà Tĩnh ơi, mài hát khúc tâm tình. Hà Tĩnh ơi, hướng khí ơi, cho trò của ta lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh em MC Việt Đồ rất đẹp trai. Và quý vị thân mến, và kính chúc cho hương khê chúng ta luôn luôn giàu mạnh, trẻ đẹp nha quý vị nhá. Và bây giờ tạm thời chia tay quý vị nhá. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn em. Cái MC mà đẹp trai lại còn phù lắm nha. Nghe đi nó nghe được. Đẹp trai tin nhiều người khen rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức một lần nữa, xin được cảm ơn em rất nhiều đã về với quê hương thân yêu của chúng ta. Và để tiếp nối chương trình âm nhạc, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chào đón nam ca sĩ Lương Tùng Anh. Nếu mà ngồi đơn giản thôi. Xin được chào tất cả những người thân yêu. Down, 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 down
Thầy Lương Như Huy và anh Nhật Hồn với tất cả quý vị ban tổ chức cứ tụi anh đến đây giao lưu tất cả quý vị rất là vui ạ. Chúc tất cả quý vị của chúng ta thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Quý vị vừa rồi động tác của em đúng là quá tuyệt vời, anh hồi xưa cũng tập cũng như thế mà sau đó Nga Lộc nuôi một năm. Chúng ta ai biết Việt Nga Lộc có nghỉ giảng không? Biết. Biết không? Biết không? Biết. Trong cái tập luyện đó để cho mang Nga Long nuôi anh lắm. Thưa quý vị, cho nên có những thứ chúng ta chỉ cần nhìn thôi, chúng ta cứ đừng nên học. Cái vấn đề cởi áo thì các chàng trai nên học khi ở bên cạnh bạn gái của mình. Còn về vấn đề mà bẻ tróc tróc cũng không tội gì. Có những thứ khác mềm mại ta bẻ sướng hơn. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình âm nhạc, một cô gái đến từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được mình danh là Hoa Khôi của những hoa khôi. Vì sao lại như thế? Ở xóm thì cô ấy đẹp gái nhất xóm. Thì ở xóm cô ấy thì hiện tại bây giờ toàn nam, chỉ có mình cô ấy là nữ. Thì năm nào cũng vậy, mỗi lần về quê thì được các cụ tặng hoa và thành những tình cảm thân thương nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón Ngọc Nữ của chúng ta, đại diện cho Hà Tĩnh, Lê Ngọc Thúy với nhạc phẩm Dòng Nghề Tìm Về. Xin mời quý vị dành một tràng của ta thật to. Thật to giống cái ba tấn với Lộc á. To và rõ. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Thúy xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới nha toàn thể tất cả quý vị và hôm nay gọi tiếng quê chó đúng không? Nghe tiếng ai quên xưa sông người xa lạ. Anh ơi, một cái bắt tay em. Và sau đây Ngọc Thúy xin phép được gửi tặng cả nhà ca khúc Mang Trở Về Dòng Nghệ. Được ca sĩ bắt tay. Ê, đừng sướng ơi, đừng lên đây thôi ạ. Thank you.
chơi mô đỏ. Cái dòng quê sĩ Lê Ngọc Thúy. Thì trong lúc đó có một cái câu ngân rất là hay, anh cứ nhúi, chúng tôi thì rất là thích nhúi. Và có nhiều bạn bảo anh ơi đó là nhúi hay là nhú, thì tôi trả lời rằng đó là nhúi. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, một người con có nguồn gốc của miền Trung, anh sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, một quê hương trẻ thơm ngát. Thế bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay để chào đón nam ca sĩ Lương Gia Huy. Let's go!
đứng lên. Bài hát có tựa đề Ca Dao Em Và Tôi. Thật sự là nghĩ là hát bài gì, tại vì có một bài hát mới, mãi là huynh đệ. 16 đội ở nơi đây đều là một nhà hết mà cùng nói một chung một thứ tiếng và cùng một ngôn ngữ. Tại sao mình lại phải lên sân đá để làm gì? Đá để rèn luyện thể thao, đúng không ạ? Chứ không phải là lên đây là để đá chân nhau. Đó, cái quan trọng nhất là tình cảm chúng ta phải đặt lặng lên quê hương.